kính chào quý nhà đầu tư đã quay trở lại với bản tin tài chính BT News của BT Group. Em là Nhật Linh, người sẽ đồng hành cùng các anh chị trong bản tin ngày hôm nay. Trước khi đến với tin tức và chiến lược của ngày mới, em xin phép điểm qua một số thông tin đáng chú ý có trong ngày hôm qua. Với thị trường vàng, giá vàng châu Á hướng tới tháng giảm mạnh nhất kể từ tháng 11 năm 2016. Giá vàng dao động quanh mức thấp nhất trong hơn 2 tháng vào ngày 30 tháng 6, khi các nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu việc làm của Mỹ nhằm nắm rõ hơn lập trường chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Báo cáo việc làm tháng 6 năm 2021 của Mỹ sẽ là động lực chính cho thị trường trong thời gian tới. Nếu nó cho thấy lạm phát tiền lương cao hơn và tăng trưởng việc làm mạnh mẽ, giá vàng sẽ tiếp tục đi lên. Bên cạnh đó, việc Fed tăng lãi suất sẽ làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý này. Với thị trường dầu, giá dầu thô tăng mạnh sau những thông tin tích cực. Giá dầu lấy lại đà phục hồi trong bối cảnh triển vọng cải thiện nhu cầu tiêu thụ dầu thô tiếp tục được củng cố, gia tăng bởi loạt dữ liệu kinh tế tích cực từ châu Âu. Bên cạnh đó, thị trường vàng đen còn tăng khi ghi nhận dự báo nguồn cung dầu toàn cầu sẽ thiếu hụt 2,2 triệu thùng một ngày vào quý 4 năm 2021 của OPEC ngay trước phiên họp của OPEC cộng sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 7. Với thị trường ngoại tệ, tỷ giá USD tiếp tục tăng mạnh. Tỷ giá USD tăng khi mà nỗi lo về lạm phát gia tăng trở lại trong bối cảnh triển vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed vẫn khá mù mờ. Fed gần đây thiên về xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ. Đồng bạc xanh còn do những cảnh báo của đại diện Fed về thị trường kỹ thuật số. Vừa rồi là những tin tức của ngày hôm qua, tiếp theo sẽ là tin tức và chiến lược ngày 1 tháng 7. Giá vàng hôm nay mùng 1 tháng 7, USD tăng vọt, vàng đứng ở mức thấp. Đêm ngày 30 tháng 6 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1761 USD trên ounce. Giá vàng giao tháng 8 trên sàn COMEX New York ở mức 1761 USD trên ounce. Giá vàng trên thị trường quốc tế đứng ở mức thấp cho dù đã giảm nhiều do đồng USD tăng vọt sau khi Mỹ công bố thông tin kinh tế tích cực. Theo đánh giá của ADP, sự phục hồi của thị trường lao động Mỹ vẫn duy trì ở mức mạnh mẽ. Tính từ đầu năm tới nay đã có tổng cộng 3 triệu việc làm mới được tạo ra, cho dù vẫn chưa hồi phục như trước khi đại dịch COVID-19 nổ ra, nhưng đây là những tín hiệu rất tốt. Vàng cũng ảnh hưởng bởi những tín hiệu tích cực, tiêu cực trong ngắn hạn theo phân tích kỹ thuật cũng như sự suy giảm mức độ lo ngại về rủi ro trên thị trường. Tỷ giá ngoại tệ ngày 1 tháng 7, USD vụt tăng. Đầu phiên giao dịch ngày 30 tháng 6 trên thị trường Mỹ, tức đêm ngày 30 tháng 6 theo giờ Việt Nam, chỉ số USD Dollar Index đo lường biến động của đồng bạc xanh với rổ 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 92,32 điểm. Đồng USD trên thị trường quốc tế tăng vọt sau khi Mỹ công bố thông tin tích cực về thị trường lao động và châu Á vẫn chìm trong khó khăn do đại dịch COVID-19 lan rộng. Đồng USD tăng khi các chuyên gia phân tích cho rằng nhiều nước châu Á sẽ không nâng lãi suất trong năm 2021. Theo đó, nhu cầu yếu đang kìm hãm lạm phát và khiến ngân hàng trung ương nhiều nước không phải chịu áp lực thắt chặt chính sách tiền tệ. Cuối cùng, thay mặt cho BT Group, em xin kính chúc các quý nhà đầu tư có một ngày làm việc hiệu quả và giao dịch đại thắng lợi.